Constructor hay hàm khởi tạo được sử dụng để tạo ra các object trong Java. Các hàm này có thể được override hoặc overload để có thể có những cách khác nhau để khởi tạo các object. Để gọi hàm khởi tạo thì chúng ta có thể sử dụng từ khóa là new và truyền các tham số cần thiết theo các API của nó như các phương thức thông thường. Tuy nhiên, Constructor lại có những hạn chế trong design cũng như là trong quá trình runtime. Khi các bạn gọi một hàm khởi tạo của một class trong một class khác thì các bạn đã hard code cho nó, nghĩa là chúng ta viết chi tiết cách gọi hàm khởi tạo từ với các parameter cụ thể. Khi các bạn muốn gọi các hàm khởi tạo khác hoặc là thay đổi giá trị của tham số để tạo ra các object khác thì các bạn cần phải sửa code tại thời điểm gọi các hàm này ở trong cái class đó. Chính vì thế mà nó mang đến một cái hạn chế trong thiết kế là high coupling, tức là tính phụ thuộc của các class này rất chi là cao. Bên cạnh đó thì hàm khởi tạo có thể phức tạp khi số lượng các tham số truyền vào do số lượng attribute của class đó tăng lên. Khi đó thì người dùng các class đó sẽ phải nhớ các API này và đôi khi sẽ nhầm lẫn giữa thứ tự hoặc ý nghĩa của các tham số này khi gọi các hàm khởi tạo. Spring Framework sử dụng IOC và DI để giảm thiểu các nhược điểm của hàm khởi tạo khi chúng ta viết và chạy ứng dụng thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau.